là cũng bụng cũng cũng sơ gan cổ trướng giống y bự như là cũng y chang vậy luôn đó. Mà bây giờ mình uống thuốc hết bệnh nè, nó theo chứng giái luôn á, giờ nó bự bự dữ lắm. Hai bên này đi không được, đau dữ lắm. Bây giờ đi không được nha, còn mình là đó là xương không à, cũng xương với cái bụng thôi, cái chén nó ấp vô không được luôn á. Bây giờ nó hết bệnh, nó teo lại nè, bị nặng hơn anh nữa, nó teo lại nè, giờ nó teo lại, hết bệnh nè. Em đừng có hoang mang vậy, em cứ nghĩ coi như mình không bệnh. Con bây giờ nó mai vỡ thì không chết được đâu anh ơi, chưa chết cho em. Ổng thừa hát anh chưa chết cho em anh. Lúc trước mình không biết, mình lấy lưỡi la mình gạch á, để mình cho chết mà mình ruột gạch không được. Nửa đêm ổng thấy sao từ lưỡi là chỉ trời là đi luôn chứ không có còn cái gì. Thịt nha, tôi là không có thịt luôn á, chỉ có bộ xương dưới bụng thôi. Cỡ cái áo ra nguyên bộ xương giống như cái hình nào ho mà ngồi ngủ á, ngủ ngồi vậy nè, ngủ 3 tháng trời ngủ ngồi vậy nè, mà cái kia nó bự chà bá luôn. Nó đút tôi, bún chay vậy đó, chẹp lép cái bụng ăn dĩa cơm sáng mai vô nó bự y chang vậy luôn. Chị kia nói sao? Gan nó ổng hư rồi, nó không có đào thải được. Tự động nó phải. Trước mắt là cái tinh thần anh thấy sao anh Nhi? Nó sảng khoái hơn hôm qua nhiều. Sảng khoái à? Cái này là liều thuốc tinh thần đầu tiên nhiều luôn á. Mà nữa mà ổng hết bệnh, ổng lỡ ổng có yêu em, yêu ổng có ghệ cũng được. Xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang đi xuống thăm cái anh Nhi mà bị bụng bự của bác anh chị. Thì trong mấy ngày vừa qua Phong Nguyễn đăng tải, thì sau khi mà được tiền của Mạnh Thục Quân á, đi khám bệnh viện, thì bác sĩ nói là anh gần như là bệnh gan giai đoạn cuối, cuối cùng, bên cạnh đó là bị bên đường tiểu với bị chỉ nữa của bác anh chị. Thì ở đây á, là có một người chú là chú Tiến. Thì bữa nay là Phong muốn giới thiệu một người chú ở đây á, là gần như á, là chú được gia đình là giống như là bệnh viện đưa về á, để gia đình là chuẩn bị làm đám tang cho chú luôn. Là chú cũng bệnh căn bệnh giống y hệt như anh Nhi ở đây. Thì bữa nay á, là sau khi mà đang chờ cái thuốc của chú Bảy á, ở An Giang á, thì Phong đã liên hệ và chú Bảy thật sự là rất là nhiệt tình luôn á. Nói là kêu nhà Phong để ghi cái địa chỉ số điện thoại. Thì đang chờ đợi á, thì chú ở đây, chú Tiến có liên hệ với Phong để chữa trị. Tại vì bây giờ căn bệnh đang rất là nặng, từng giờ từng phút từng giây của bác anh chị. Nên là bữa nay là chú tất tốc để cùng với Phong Nguyễn là mới đi bốc thuốc ở một cái nhà của dì thầy ở đây nè. Thì sử dụng là khoảng thời gian không được bao lâu thì chú đã hết bệnh rồi cô chú anh chị. Thì hồi giờ thì trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với chú Tiến gửi lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Rồi mình đi vô bên trong ha chú ha. Trên kia chú, ngay chỗ xào đồ chú. Để chú Tiến đi trên phía trước. Chú này là chỉ có 60 tuổi thôi cô chú anh chị. Đây, ảnh nằm kìa chú ơi. Thấy à? Dạ. Rồi con chào cô nha. Chào anh. Rồi. Chào chị. Anh cứ nằm đây anh. Chào anh Nhi nha. Để mở đèn ha chú ơi. Quá trời. Trời chuyển mưa mà hồng quá trời. À, chú xích lại đây chú. À, em giới thiệu với anh Nhi á, đây là chú Tiến. Mà cách đây là 3-4 năm á, là chú còn bị nặng hơn anh nữa. Dạ chào cô. Chào cô, xích vô đây luôn cô. À, chú có thể nào là chú cởi cái áo luôn được không chú? Cởi cái áo luôn được chú? Không, chú... Không, cái bụng của... Không, cái bụng của em á, cũng giống như chú vậy đó. Nè, cũng bụng cũng... sơ gan cổ trướng giống y bự như là cũng y chang vậy luôn đó. Mà bây giờ mình uống thuốc hết bệnh nè, nó teo lại nè. Dạ. Hồi xưa mình là có bụng ông này còn thịt nha, còn hồi xưa mình là bộ xương không á. Dạ. Bộ xương với cái bụng thôi. Dạ. Rồi mình cũng nhờ uống thuốc. Uống thuốc này à. Dạ. Cái này là mình hốt ở đâu anh? Ở trên ngã ba Long, cái đó Phước Hậu hay gì vậy? Mình đi. Dạ. Nãy con mới đi bốc về nè con. Thì ở đây là một bịch này là 1 ký. 1 ký, 1,5 ký. 1,500,000. 1,500,000. Cái này mình đi mua hả con? Dạ nhưng mà con bên con mua. Mạnh Thường Quân nhờ con đi mua. Không nhưng mà cái này con mắc đi mua. Dạ. Trời mua cái này nhưng mua. Mà cái bệnh của chú này là chưa hết, một bịch này đã hết bệnh rồi đó cô. Mai chủ phước thầy giấy rồi. Dạ. Thì sáng là em coi trên cái YouTube á. Xin lỗi nha. Cái hồi anh bị như vậy nè. Cái kia nó có bự không? Không, em là cái tuyệt đối là cái kia là bình thường. Anh nói mẹ chân, nó chứng giấy đi. Chỉ có chân nó bự, chân nó bự lắm. Cái này của ổng Phong nó bự ra tới hồi này luôn nè Phong. Dạ, cái này là tại vì này đi. Cái chứng giấy luôn á, giờ nó bự Cái thuốc này đó là
uống, tại cái gan mình nó bị hư rồi. Dạ. Cái gan mình nó bị chai cứng rồi. À. Uống thuốc này vô đặng cho cái gan mình nó mềm lại. Dạ. Xin bắt đầu mình uống mời, cái mình uống cái nước dừa với mía với đậu bắp. Dạ, dạ. Đây nó sẽ bớt không bệnh. Ghế nè con. Dạ, bữa nay em con chị Năm lấy ghế vô chị Năm. Có một hộp thuốc này nè, thuốc lợi tiểu. Thuốc lợi tiểu á, một ngày á. Rồi con ngồi mỗi cẳng con. Một ngày em uống 2 viên thôi. Em uống 2 viên này nè, mà đúng 10 giờ sáng mới uống nha. Chứ đừng có mà uống 10 giờ sáng uống 2 viên. Là mỗi ngày chỉ uống 2 viên thôi. Uống để cho mình đi tiểu đồ á, đi tiểu được. Chứ đừng có uống trễ quá, đúng 10 giờ mới uống nha. Uống này gì nó mới uống gì mới đi tiểu được, chứ còn mình mà không uống này là cái bụng mình nó căng người hoài à, chịu không nổi đâu. Bự lắm à. Bự dữ lắm. Hai bên này đi không được, đau bây dữ giờ lắm. Đi không được, sáng em phải kè. Em phải kè anh. Rồi em cái này phải đi, cái này uống cái này vô là đi tiểu ghê lắm. Trời. Khỏe lắm. Anh biết không, em con đi cô, để má đi đổ cái lo người bệnh nè, chứ uống nước nôi rồi cô ơi. Tại cô làm con nghệ hết sức luôn á. Trời ơi, ổng còn có thịt nha, ha nè. Dạ. Ổng còn có thịt nha, còn mình là đó là xương không à, cũng xương với cái bụng thôi. Ờ. À. Tới cái mùa dịch vừa rồi đó chị biết. Dạ, chú chén cái bụng lên đi chú. Dạ, chú chén lên. Chú cũng bự đó. Cái cục của anh của chú Tiến á là lúc trước á là bự hơn của anh nữa. Bự gì đó? Bự hơn luôn. Cái chén nó ấp vô không được luôn á. Bây giờ nó hết bệnh, nó teo lại nè. Nhưng mà đi khám bác sĩ nói là nó bị là thoát địa điểm rúng. Không có sao hết. Khi nào nó khi nào mà nó lớn quá mình khó chịu á là vô nhập viện mổ thôi chứ không có gì hết. Còn mà đi khám bác sĩ về nói về gan á là bây giờ là bình phục bình thường hết luôn, không còn bị sơ, không còn bị sơ gan nữa, không còn bị sơ gan. Coi như ông bụng này trong người từ trên xuống dưới thì cũng không còn chống chỗ nào đâu anh, không còn chống chỗ nào đâu. Nhưng mà giờ trước tiên là mình xử cái bụng trước đi. Thì chủ yếu là cái bụng thôi. Có mấy cái kia là nó từ từ. Mấy này nó hết là cái bụng nó sẽ hết. Dạ. Cái kia nó hết. Nhưng mà cái chú là đã được hết bệnh chứ không phải là ông thầy. Dạ, cô hiểu. Nãy giờ cô tiếp thu kịp. Là gia dạ. đình á, là bác sĩ kêu về là chuẩn bị làm đám tang cho ông chú nè. Rồi đó hả anh? Năm nay anh nhiêu rồi? 60. Anh 60. Trời, anh lớn hơn em 2 tuổi. Bị năm 2019. Dạ. Mình 60 con gì ta? Chú cứ sẵn dán thì con quay cho ông bà cô bác thấy. Con rắn. Ê con rồng. Dạ. Rồng. Chú cứ để về luôn đi khỏi. Ông này ngọ. Nhỏ hơn mình. Dạ. Thằng em mình à. Dạ. Nhỏ. Nhỏ hơn. Ông nhỏ hơn em 12 tuổi mà. Em ngọ nè. Mà ừ, ông ngọ ngọ nhỏ. Ngọ nhỏ quá. Nhỏ xíu à. Tại nó già chứ nó nhỏ xíu. 46 bữa vô tưởng đâu lớn lắm kêu chú mà vô cũng 46 tuổi à. 46 mà ông nói cưng nghe không? 36 mà, đó. Mà đi tiểu được không? Vậy mà nói còn 36. Tại vì cái phải hết nhớ. Uống cái này vô nè là đi tiểu được nè. Đi tiểu là cái bụng mình nó nhẹ lại chút. Nhưng mà ăn nha, ăn phải cử nha, phải cử nè, giống như bầu nè. Dưa leo nè. Bầu dưa leo cà chua. Hủ qua. Không là mấy cái đó ăn vô là nó cần bự thêm. Dạ, cá thịt thì ăn bình thường nhưng mà bệnh này không có thèm ăn đâu. Trời ơi. Không ăn gì hết chứ. Nó khó chịu lắm, nó bụng nó bự là không ăn. Em mời anh ly nước uống anh. Dạ được rồi chị. Chứ là mình thấy được không? Mình đâu có để cho chú chỉ cô cách để nấu nè, nấu để chị bệnh. Mình đâu phải chú lấy cái bịch thuốc giùm ra đi chú. Đâu rồi? Ở lọt sau lưng. Lọt sau lưng. Lọt sau lưng. Ở đây thì bịch thuốc này 1 ký. Thì hồi nãy là Phong cũng lấy 1.500.000 của cô Phước ở Mỹ á để mua cho chú ở đây. Cái này nè. Là dạ được rồi. Cái này là 1 ký là một. Dạ dạ trời ơi, để đây để cô rồi uống rồi cô. Em ơi, cái này 1 ký là 1.500.000. Dạ. Bây giờ ông thầy ông cân cho 1 ký tư lận. Dạ. Cho thêm 400 mg. Dạ, làm phước mà. Làm phước nhưng mà
em phải kiếm cái cân, em cân ra 14 phần. Dạ. Một phần 115. Dạ. Rồi em bỏ vô cái ấm á. Ông khỏi dạ, nóng. Có cái siêu. Dạ có siêu. Có siêu luôn. Bỏ vô cái ấm. Có siêu ra. Có siêu nấu lâu lắm. Ấm á, bỏ vô cái ấm. Ấm á, bỏ vô 1 lít nước, 1 lít rưỡi nước. 1 lít rưỡi nha. Mở lửa liu liu nấu. Bao nhiêu mấy trăm phần gram? Bằng 100 phần gram. 100 phần gram bỏ vô trong cái ấm. Bỏ vô cái ấm nấu nấu 1 lít rưỡi nước mà dạ. Nấu lửa liu liu khoảng còn 1 lít. Dạ. Là bắt đầu để trong cái ấm gì luôn. Cứ khát nước rót cho ổng, mà rót bằng cái ly miễn nha, chứ ly muỗng nó không được à. Dạ, đúng rồi. Cái ly uống bia. Ly, đúng rồi. Dạ. Đó, cái đường uống không cần uống một hơi một hết, uống từ từ, từ từ, từ từ giống như mình uống nước trà thôi. Cái đó sổ gan đúng không anh? Đúng rồi, cái nó làm dạ. Cho gan mình nó mềm lại. Dạ. Rồi xong rồi bắt đầu mới chẳng có gì em ké chứ tại em cũng bị gan. Rồi cái đó thành đi. Rồi vậy giờ chỉ cho ổng nè, rồi xong cái ổng uống gì phải không? Thì chiều á. Chiều á. Chiều cái chỉ với ổng cắt nước là cứ chị cứ múc một ly cho ổng uống gì đó. Dạ. Uống xong rồi trong ngày đó hết lít đó, lít đó. Cái lít mình nấu á. Dạ. Bắt đầu ngày mai cột cũng còn cái thuốc đó. Dạ. Bỏ vô 2 lít nước. Nấu. Bỏ vô 2 lít, nấu lại còn 1 lít. Vẫn dạ. Uống vậy bắt đầu ngày thứ 3 là bỏ, bắt đầu nấu cái mới. Uống lại 3 ngày. Dạ. Là một phần uống được 2 ngày. Dạ. Hiểu không? Dạ. Phần uống 2 ngày rồi bắt đầu bỏ xác cái luôn. Nấu cái mới là cũng y chang vậy. Gram nhưng mà uống 100 gram thôi nha, đừng có cân nhiều, 100 gram thôi. Dạ, em đúng 100 gram thôi. Dạ. Rồi cứ 100 gram uống 2 ngày. Dạ. Biết. Nhưng mà cái này nó đắng lắm à. Phải uống phải kiếm một kẹo. Kiếm một kẹo. Đắng lắm ha anh. Đắng lắm. Dạ. Dám uống thôi. Nhưng mà mình được uống một hơi, uống từ từ, từ từ. Uống giống như uống nước trà vậy nên mới uống đủ hết mình thôi nha. À. Chứ đừng có uống nhiều quá, nó. Con lấy cái ca con múc cho mẹ ca nước lạnh luôn. Mày thấy mới coi clip hồi sáng thấy ổng tội quá. À, anh Nhi. Mà thấy nghe gọi trong phòng á, thấy nhà gần quá mình mới gọi. Anh ở đâu? Mình ở bên Long Thượng Bình Chánh hả? À? Ở Bình Chánh giáp ranh với Long Thượng. Dạ. Như Cần Giuộc. Thấy vậy mừng quá trời để con hỏi anh Nhi. Cũng hơi quá hả Hương? Dạ. Anh biết không hồi sáng bảo quá dạ. Coi với em đau quá trời. À, bữa nay anh Nhi thấy có chú Tiến nè, một người á là bị nặng hơn anh nữa, là bây giờ giống như về chuẩn bị làm đám cho chú luôn á, nhưng mà chú may mắn là cũng có người chỉ nè. Ó anh thấy nè, cái dúng á nó bự còn hơn dúng anh nữa. Bây giờ nó teo lại nè. Giờ nó teo lại. Hết bệnh nè, teo lại. Bữa nay anh thấy vậy, anh tinh thần anh thấy sao? Thấy nó thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Chú nói câu nào, chú Tiến nói câu nào cho anh Nhi anh yên tâm cho chú. Nè. Nói cho em nghe nè, em đừng có hoang mang vậy, em cứ nghĩ coi như mình không bệnh là em sẽ hết bệnh. Chứ em nói đừng nói bụng tôi bự kiểu này chắc không nổi, là lúc đó nó sẽ nặng hơn. Đừng bao giờ nghĩ nó cãi nó, coi như cãi bà nó giống như tôi mang bầu bụng bự thôi, không có sao hết. Đừng có nghĩ hết, rồi xong rồi mình cứ ăn uống á, thì mình cứ đừng có ăn dầu mỡ nhiều, ăn ít thôi. Ăn cũng ăn, nhưng mà ít giống như mình thích, giống như mình thèm thịt vậy đó, mình ăn miếng nhỏ nhỏ thì được, đừng ăn mỡ nhiều quá thôi. Ăn dầu thì nó tốt hơn. Chú mấy bữa nay ông nói thì... mà ăn đâu được phải không? Ông em ăn đâu được phải không? Không á chú Tiến. Chú nói ông đây nè, mình á bị như em phải không? Nhịn đói 4 ngày luôn, không ăn không uống luôn, nằm một chỗ bà xã kêu ăn cái gì cũng không ăn, uống gì cũng uống, nói thôi bệnh kiểu này sống làm gì, chết cho nó rồi, cho nó khỏe con cháu vợ con. Nhịn 4 ngày đúng 4 ngày không chịu nổi, đứng dậy đi, đứng dậy tôi lát em kể ra, đứng dậy toilet, đứng dậy té luôn, xong kêu bà nấu cho một chén yến, ăn vô bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu mới nói thôi vậy là mình sớm rồi, nó chưa có chết. Dạ. Thôi mình cứ phải sống. Dạ. bắt đầu mới từ từ bắt đầu cũng ra đường ngồi phơi nắng nha. Dạ. Phải phơi nắng nè, rồi em phải đi kêu chị này nè đi hái lá sông cái đầu mình về mình bỏ vô nồi sông mình nấu, xong mình vô chổng mình chùm á, tại vì mình mấy cái bệnh này đâu tắm được đâu, ở dơ mà. Trời ơi, nhờ không có ra hết mồ hôi, tại vì mình tối ngày mình ở trong nhà không có mồ hôi. Dạ. Xong cái đó thấy không, cái mồ hôi nó ra
nó mới hết bệnh. Chân lông rồi nó mới bung mấy mồ hôi ra nó mới hết bệnh. Không. Dạ. Con bây giờ nó mọi bữa thì thí dụ giống như mình nói mẹ đi, mình có vợ có chồng rồi hết anh. Thay vì con cung mình nó thẳng là đúng không? Bây giờ nó dậy trên nè. Nó dậy trên vậy nè, thằng nụ nó quẹo qua ra vậy. Dạ. Không, cái này nhưng này mà là... bây giờ thấy nếu mà có gặp thầy này để nặng quá là... rồi, để nặng quá. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình cứ lạc quan, đừng cứ nghĩ bây gì giờ đó. Trả luôn rồi. Đừng nghĩ gì tới nó hết trơn á. Mà mới hết. Cầu xin cho mai chủ của thầy để dạ. cho nó hết đó anh. Uống này xong dạ. phải không? Uống cái này xong 20 ngày hết này xong cái gì? Dạ. Là bắt đầu cái dừa á, dừa xiêm mình nè, một cái lớn á nha. Dạ. Cái lớn. Với lại rau bắp. Với mía người ta bán nước mía đó. Dạ. Chặt một khúc vậy thôi và chẻ ra mình đập cho nó dập, bỏ vô cái nồi. 100g rau bắp vô. Chặt lường hai chén nước dừa nó vô, ví dụ hơn cũng được bỏ. Dạ. Nấu sau còn lại một chén. Cứ uống từ từ giống như uống nước trà. Dạ. Giống như uống nước trà phải không? Rồi dạ. bắt đầu chiều cũng còn cái xác đó, chặt cái dừa khác bỏ vô y chang vậy luôn. Rồi mình uống, bảo đảm 3 tuần lễ bụng chẹp lép. Dạ. Tôi bây giờ tại vì bây giờ nè, bây giờ mình bây giờ hết chú, bệnh chú, mình chú mập hả chú, nãy hết chú... bệnh rồi mập lại nó bắt đầu mới thấy cái bụng nè, chứ hồi bữa hết tôi chẹp lép luôn á. Chú chỉ cần kẻ này chưa để nhà biết. Rồi, không chỉ rồi à, cô biết rồi chỉ 100 cà gam bỏ vô cái ấm sắc 1 lít nước, lít rưỡi còn 1 lít. Dạ còn lít, đúng rồi. Rồi qua ngày sau là nấu 2 lít, còn lại 1 lít. À, rồi uống xong rồi qua ngày sau rồi là uống thêm ngày cái thứ, nữa ngày rồi thứ ba bỏ. Là bỏ. Dạ. Ngày thứ ba là nấu cái mới. Dạ. Đừng có bỏ cử ra cô. Tại cái này nó nói chung là nó phải ấy. Rồi xong là. Vậy là nấu bếp ga chứ đâu nấu lò điện đâu. Đâu nấu bếp ga. À. Nấu lò điện lát cái quên cái nó cạn queo hết luôn, hỏi uống luôn. Nó lẹ thương, nó sôi lẹ quá, nó hỗn quá là nó cạn lẹ lắm. Dạ. Cái kia mình điêu thôi, mình điêu. Dạ. Là nói gì cho anh Nhi anh nghe, mấy bữa nay thấy anh xì sập thấy tội quá. Bữa nay dạ. không có chết trở về luôn nè. Còn là anh nói gì đi con. Yên tâm rồi. Nói gì cho ổng đi. Yên tâm rồi. Cười cười đó anh. Yên tâm rồi. Đó, nhìn thôi. Mời yên tâm rồi. Không có chết được đâu anh ơi. Cười ông đâu. Anh chưa chết cho em. Ổng thường hát anh chưa chết đâu em. Cô nói gì cho ổng xác. Thôi bây giờ mà biết đâu mai chủ phước thầy đó rồi xong rồi uống thiệt chứ không có ấy nữa. Giờ anh đưa cái này mình uống coi nó như thế nào. Gán lên. Ông trời ổng không có để tụi mình khổ được. Nói chung ra là cái mình đã đi mấy chục anh, ngày thuốc rồi. Mà anh coi cái cẳng không nè. Nè. Đó cẳng thì cẳng mình mỗi lần anh có sơ có sưng vậy không? Không có sưng đâu, cái là dép đó thường mang đút vô tôi phút rồi giờ đút nó không vô nó có sưng nè. Dạ. Có sưng đâu, không sưng đâu mà nó đút vô đút nó không lọt. Nó ủa sao nó dép kỳ quá vậy, sao nó đứt lộ của ai vậy, đâu lọt đâu. À. Có sưng bự quá đâu lọt đó, còn nặng hơn anh đó thấy chưa. Nè quá trời hai cẳng, từ nó hết, đừng có nghĩ gì cả. Dạ em cũng không, nó không phải là nó đâu đâu cười nha. Cười tươi anh. Uống cái thuốc này á. Uống cái thuốc cô, này á. Cô Phước ở Mỹ á, là gửi em để mua thuốc cho anh đó. Cảm ơn cô Phước. Gửi em 2 triệu nhưng mà còn 500 chứ em gửi cho anh ha. Dạ. Đó, cô Phước đây dán cũ của anh. Dạ, cảm ơn cô Phước. Uống cái thuốc này á. Nghe thấy tội nghiệp không? Chị Phong, để cho cái bụng nó xẹp. Bắt đầu mình sẽ uống cái nước dừa với rau bắp với mía. Dạ. Uống hoài, ngày nào cũng nấu uống hoài là bắt đầu bệnh nó từ nó hết. Chứ không phải là hết liền nha. Hồi đó anh hết cái cục này anh có bị chảy máu không? Không chảy máu, không. Không chảy hả? Không chảy máu. Ông chảy. Tôi tự tử luôn á, tôi lấy cái lưỡi lam á, tôi gập tôi nè, đặng cho tôi chết, đặng tôi khỏi mất công vợ. Mở hoài không được luôn á. Tôi đọc hoài không được luôn không? Còn cái này... Tôi... không phải tự bãi. Không phải biết sao không? Ý là bự quá mình khó chịu quá bắt đầu mới lấy cái lưỡi lam á. Anh đi ra ngoài toilet này nè, ngồi gạch cái nè. Cái này nè, nè. Bộ hổm á. Bụng á. Anh Tiến. Nè, ừ. Cái này nó làm mạch nè, mạch một lỗ chà bá luôn. Cái này nó rồi bị... bây giờ sau này nó tính làm lỗ chỗ này nữa sao tự nhiên nó bớt rồi nè. Chứ em hết đừng có. Mình đừng có đụng gì tới nó, cái này là nguy hiểm nhất nè. Bởi vì đâu đụng. Bác sĩ nói là nguy hiểm nhất.
Bởi vì lúc trước mình không biết, mình lấy lưỡi lao mình gạch á, để mình cho chết mà, mỗi cuộc gạch không được. Trời ơi, nếu mà anh chưa gạch cái đó đó, anh gạch mai là không rụng đó, nó mới là đỡ rồi. Chứ nếu mà nó rụng là xong rồi. Rồi, cái này nè, bây giờ nó bị gì phải không? Giờ chị đi mua mà cái chai là chai sức mà vệ sinh ghẻ rồi á, anh cho nó lành lại thôi, chứ đừng có đụng, đừng có mà nó mà xì này ra. Em nói ổng ngủ cái không biết thì sao nữa, đi mà ổng thấy sao từ lưa hột dưa hết trơn, máu nó chảy từ lưa. Chứ không phải thấy ông bà hả con? Rồi vậy ông quá. Hồi lúc trước mình bị đó là lúc mà vô khám bác sĩ nói là chừng nào mà đi cầu mà thấy ra mà phân đen á, là tất nhiên là đi cầu ra máu á, là phải nhập viện liền. Bất cứ là phải nhập viện liền, tại vì cái đó là nó bị bể, mày bị giãn tĩnh mạch rồi. Đây. Thì bay kể cho nghe, bị giãn tĩnh mạch liền. Là phải nhập viện là để người ta cứu mình, chứ còn không để nhà là chết. Bây giờ khỏi luôn, tôi chỉ cho em luôn nè, cái cà tím mình á, chỉ cần một chút xíu dầu thôi, thì dầu cắt gì? Xéo dầu ăn mình nè, cắt chút xíu rồi nè, bắt đầu bỏ vô chảo, xào xong vô bỏ miếng bột ngọt, miếng đường, miếng bột nem, đậy nắp lại, chế miếng nước rồi đậy nắp lại, ăn đi ra khỏi cái bị cái vụ này luôn, khỏi cái bị luôn, tôi không uống một viên thuốc luôn, dạ, tự nó hết luôn. Nó quá siêu. Cái này nè nó bể mà ổng đâu có hay. Cái ổng nửa đêm ổng nói tại vì cái này mà... bị trúng á, trúng gì nó mới chảy máu chứ không anh á. Cái khó lắm, nó dài lắm. Ổng ngủ như chết vậy, ổng ngủ dễ gì, ổng dễ gì đâu. Tôi lấy dao tôi gạch, lấy lưỡi lao tôi gạch nó còn bứt á. Tôi lấy ổng lưỡi lao tôi không bứt á. Em nói anh nghe nó làm cái mày vậy nè. Cái ông này nè ổng ngủ rồi chết lắm. Ông không có trúng đâu, mình ổng nguyên cái chà bá gì mà ổng đâu có con nào đâu. Đúng rồi, thuốc lợi tiểu. Không không được. Sáng mai 10 giờ sáng mai. 10 giờ sáng mai mới được uống. Ăn mới được uống chứ không có giờ là bỏ, giờ là nếu mà quá cử là bỏ nha, đúng 10 giờ sáng mới được uống 2 viên. Vậy hả anh? À, dạ. 2 viên. 10 giờ sáng mới uống, 2 uống lần thôi. Uống lần thôi. Dạ. Trời, đi tiểu, lại tiểu hay. Mấy bữa uống không được, không đi tiểu không được. Em chạy ra ngoài em. Trời ơi, cái bụng ông này còn em á. Ông đi nhiều thầy không chú? Mới cỡ chừng ba mấy người à, ba mấy ông à. Chứ không có nhiều. Chị đâu đi á nè, Long Xuyên, Châu Đốc, rồi Bình Dương, Lấy Thiêu, chỗ nào mà có ông thầy về chị về bệnh gan là tới hết. Xong mà xong xuôi rồi uống rồi thì cũng đâu rồi. Chó nó thấy quỷ lại. Dạ. Uống rồi thì cũng đâu rồi đó. Nhà chú Tiến là làm lạp rạp luôn hả? Cái ra coi. Nhà mình là coi ra. Như là ở sớm mới luôn rồi, là chỉ chờ là đi luôn chứ không có còn cái gì nữa. Ông này còn đỡ hơn tôi á, tôi còn xương với lại cái bụng không á. Chứ không phải gì. Vậy là anh Nhi còn ngon lành rồi. Anh còn có da thịt nha, tôi là không có thịt luôn á, chỉ có bộ xương với cái bụng thôi. Cởi cái áo ra nguyên bộ xương giống như cái hình nộm mà nguyên bộ xương vậy đó. Bà xã nói vợ gì đâu mà thấy ghê, còn xương không à. Vậy mà bây giờ hết bệnh bình thường lại, mập lại bình thường đó, bụng bự là bình thường lại. Đã mình uống bia mà uống bia lắm, uống rượu lắm phải không? Không, tướng anh còn tươi. Rượu lắm mà. Cái mặt mình còn tươi anh. Hết bệnh là nó tự động nó ấy lại à. Rồi đó dạ. Mình ghê lắm nhìn hả. Ở sớm nói luôn mà ra trước ngồi cửa ngồi nè, nói cho rồi ông này chết chắc mà trong mùa dịch đó nha. Con mắt á, ảnh gà, anh thấy không, nó làm giống như là mà nó trắng, gan đó. Vàng, nó vàng, nó vàng, trắng, nó vàng. Nó vàng, nó sợ vàng. Không? Rồi chú dặn uống, mốt là uống xong là không uống rượu bia. Là coi như là bây giờ cái đám cưới, đám giỗ gì, một ly cũng không uống. Dạ. Uống nước suối thôi. Uống là chết. Uống nước ngọt càng độc nữa, nước ngọt này độc lắm nè. Dạ. Đừng uống luôn nha. Dạ. Uống nước ngọt là không có được luôn. Nước ngọt là bỏ từ đó rồi đó. Dạ. Uống nước lọc, nước suối, tốt. Còn giờ chỉ cho em luôn mà, sáng sớm cái ly uống bia đâu. Ly uống bia đâu. Cái ly uống bia đó, sáng mình có bình thủy á, mua cái bình thủy đi. Mua bình thủy, lấy cái nước, lấy đổ ra một ly. Gần đầy ly thôi, cách còn như đây nó đầy nè. Dạ. Xong cái ấm á, cái cắt miếng chanh nặng vô. Làm sao sáng uống hết cái ly đó. Tốt lắm, nó giải độc gan của mình, nó bị tổn thương nặng quá, uống cái đó là tốt. Vậy đó ha. Chỉ có mình bụng bự mới dám uống cái đó thôi. Gan là chị vậy đó ha. Thì mình uống từ kiểu mình uống nước mà. Tại mình, vì uống em bình thường uống nước làm sao không? Em bị gan. Em cũng bị gan nữa đó. Nên em nếu vậy ra cái em cùng bắt trước. Em bị gan bao bây giờ em khỏi uống cái vụ mà cái đó em uống vô em bình thường em vậy là em uống vô nó cầu rồi em chết luôn.
Dạ. Nó cào luộc phát bao tử. Dạ. Bây giờ em đi mua mía, đậu bắp với nước dừa, em nấu uống đi, bảo đảm em không bao giờ bị bệnh gan. Dạ ha. Mía. Là tự động đó, mà dễ uống lắm, nó giống như dạ. Nước mát mà. Dạ. Nước là sao? Tự động nó hết bệnh chứ đừng có đi mua thuốc tây đồ uống càng uống là càng bệnh. Nó không bệnh cái này nó bệnh cái khác. Dạ. Nó không bệnh gan mà mốt qua thận. Mình rồi qua tới thận luôn rồi đó. Cái này nè nó hại qua tới thận luôn chứ. Dạ. Thận luôn bây giờ nó không lắm rồi. Thận phải không? Bị thận luôn phải không? Tôi bị đó, tôi bị bác sĩ khám bác sĩ. Bị thận là nó làm sao? Hai cái thận mình đó là không đi tiểu được là nó mới ứ, nó mới bự chứng giái ra. Vậy đó hả? Nó không đái được là nó bự chứng giái ra. Vậy là chú cũng bị thận luôn hả chú Tiến? Bị thận ngồi được nè, tôi hả? Ai mà đi ngang hút thuốc cũng ho, đốt nhang cũng ho, nghe cái mùi nấu ăn cũng ho, mà ngồi ngủ là ngủ ngồi vậy nè, ngủ 3 tháng trời ngủ ngồi vậy nè. Cái nệm phải không? Đấy cái gối lót lên cao vậy nè, ngủ vậy nè. Mà nó ho hoài luôn. Dịch mình, dịch mình á. Không, không phải đâu, chưa đâu, nó dịch này nó tràn qua phổi, nó làm cho cái phổi mình đầy mới ho. Thì là chưa đó. Chưa, tại vì chưa đó, chưa tới đó, tới là nó tràn cho ông coi. Bắt đầu tôi lên chụp hình nó hai lá phổi thì còn chút xíu nước, chút xíu qua phổi nè, còn nhiêu nước không mà. Tràn dịch qua phổi. Bây giờ hỏi bác sĩ vậy hỏi sao? Bác sĩ nói bây giờ phải nhập viện rút dịch nó ra mới hết ho. Chứ còn không là ho hoài luôn. Tôi về tôi uống thì nước mía. Thì đó bữa nè. Tôi vậy nó đòi rút cái này ra nè. Ơi rút ra. Tôi hứa với ông luôn á, tôi nà bệnh thương ông luôn á. Tôi vô á, nó lấy cái kim á, nó đút vô. Cái kim nó dài vậy nè, mà cái kim nó bự chà bá luôn. Ừ. Nó đút tôi cái chai mà chai nước chai mà chai Coca-Cola đó. Dạ. Bốn chai như vậy đó, xẹp lép cái bụng à. Sáng nó rút không? Chịu xẹp lép rồi nè. Tôi thấy ngon lành đó, chú ăn dĩa cơm sáng mai vô nó bự y chang vậy luôn á. Tôi nói không, từ bây giờ tôi nói không, đừng bao giờ vô bệnh viện rút ra đi biết. Bác sĩ hỏi sao vậy? Bác sĩ vô, bắt đầu sáng mai vô khám, ủa sao sáng qua chụp lép bên đây bự bự vậy? Cái ông bác sĩ kia nói sao? Gan ông hư rồi, nó không có đào thải được, tự động nó phì ra lại. Nó phì y chang vậy luôn. Rút ra hết hết 8 lít nước phải không? Ngày mai nó y chang vậy luôn á, tin không? Chút 4 chai mới con nhỏ y tá đi đổ á. Nhỏ là 4 chai chú. Ngày mai nó y chang vậy luôn. Thế này anh Di nằm ngồi ghế được không? Ngồi ghế hay nằm giường được không? Hay nè, đừng có nằm hoài. Chịu khó đi ra ngoài. Đi không được đó. Anh thì không đâu, mình đi, tôi đâu có đi được đâu. Uống đi rồi bắt đầu uống này đi. Uống ra 20 ngày đi nha. Uống đúng 20 ngày thôi, đừng uống nữa nha. Bắt đầu uống nước dừa, nước mía, tôi bảo lắm không? Ba đừng lấy, xẹp. Dạ. Bình thường, xẹp bình thường. Đây là dạ. Nhân chứng sống. Nhưng mà ăn á, là ăn không bự, ăn bậy bạ nha. Ăn bậy bạ vô là nó bự bự ra lại. Có cử gì không? Có đó, dưa leo, cà chua, à. Bầu, hủ qua, à. Mướp. Đúng rồi. Ăn vô là bự lại. Tôi nè, bị rồi. Thèm hủ qua xào hồng vịt. Ông ấy không ăn cái đó. Ừ. Hủ qua xào hồng vịt vô quốc tư dính liền. Bia được rồi. Là mới mốt bệnh, hết bệnh nha. Ăn uống một ly vô là nó bự y chang lại. Không có đâu lại. Em mà thấy uống rồi em chọi cục đắt lên. Là không bao giờ ai cứu mình được nữa. Bác sĩ nói luôn mà, không bao giờ cứu ông được nữa. Trừ ra ông bỏ rượu luôn. Là cái ông bán thuốc này nè. Biết cứu bao nhiêu người. Cũng lén uống rượu chết. Ông đó trị bệnh hết rồi. Sáng nào cũng đi ra chỗ bán bàn phê đó. Ông mua bịch rượu. Ông lại mượn cái ly á, cái ấm á. Dạ. Ông chế rượu rồi đó. Thì bà vợ đi ngang thấy ông ngủ nước uống cà phê có cái bình ấm vậy nè, tưởng nước trà nhưng mà rượu trọng á, ông uống á. Ông uống xong rồi ông chết queo cái đầu vợ, bắt đầu bà chủ quán mới nói là ông chế rượu cho ông uống nước trà đâu. Bình này nè. Chết queo luôn. Anh gì bọn nhậu cho nó mày gì? Chứ người uống thường. Uống thường. Nó bị này là chỉ uống rượu thôi. Uống trước uống dự. Mà lúc này mất rồi. Dạ, bởi em nói anh nó là uống lúc cái này uống. Cái thuốc này uống vô mà thấy hiệu quả giống như chú Tiến vậy đó thì anh tuyệt đối uống rượu nữa. Không đụng một giọt rượu bia luôn nha. Bỏ luôn. Chứ mà anh đụng vô là ha, trời cứu anh á. Như tôi bây giờ đó, như tôi bây giờ là giống như là tôi trúng cái độc đắc vậy đó. Nhưng mà chết giống như chết đi sống lại đó. Chị Trinh mà đây hồi lúc cái mùa dịch đó, đây lên Sài Gòn 7 trạm. Mà tôi đi tới trạm ta hỏi chứ. Giấy tờ đâu mà ông đi ra đường?
Tôi nói tôi không có giấy tờ cho tôi có cái bụng mà tôi dở cái bụng lên một cái hả? Nó kêu mở cửa đi, mở cửa cho ông đi ra lẹ lẹ đi. Tôi nói ông vậy luôn á, bụng tại đó. Đúng rồi, mới bây giờ tôi chưa chích mũi nào luôn nè. Hồi đó cái bụng tôi bự đi lại tôi bác sĩ chích, chích đại trà đó, chích Covid đó. Ông hỏi ông bị gì, nó bị sơ gan, nó dở bụng, nó dở bụng, ông đi về giùm tôi, chích vô, ông chích liền luôn á. Bây giờ tôi không có chích mũi nào luôn. Vợ tôi chích 4 mũi, tôi chích mũi nào luôn. Bi thị bây giờ luôn. Nay sao cười cười vậy anh Di? Này ông á, nhưng mà ông đừng có nghĩ gì á, ông cứ lạc quan, đừng bình thường. Này thấy ông cười cười. Ừ, đừng có nghĩ gì, tôi thấy ông cái hoàn cảnh ông, tôi mở sáng tôi coi, tôi nói trời, vợ tôi nói trời ơi. Anh còn có vợ lo, ông này, ông này lo, ông này. Nhưng mà không, nhưng mà tại vì tôi có vợ, tôi nhờ cái làm sao. Tối á, tôi chỉ luôn, còn một cách nữa. Tối á, ngồi dậy, lấy dầu á, dầu mua cây dầu mà dầu của Hàn Quốc đó, nó có cái cây gà tràn như nè đó, sức lên xong tôi lấy cái cây lăn, tại mình ho mà ho cả đêm luôn mà đâu ngủ được. Dạ. Lăn hay lắm, tôi khỏi ha, khỏi lầu lăn ở dưới chỗ cái lưng quần á, thận á, đi đái là bình thường, không có chi gái, không có sưng, chỉ có bụng bự thôi với lại bộ xương thôi à, chứ không có sưng, không có sưng như vậy. Hộp sữa không cho ông dám uống. Ừ. Dạ. Không dám uống, để đó không dám uống. Nó phải như vậy, chịu khó như vậy. Còn tối á, tối cái kêu uống. Trời ơi, hộp sữa đó 500-600 ngàn, uống bổ uống. Ông kêu uống quá mắc chết. Trời ơi, chứ để cúng. Nhưng mà ông có, nhưng mà coi cái clip đó, ông có coi cái clip đó là để đi bác sĩ á. Tôi kêu uống. Ông có coi clip đó phải đi bác sĩ. Anh Nhi, có... anh Nhi tính để sữa mốt sống mà không uống, để mất uống là sao? Trời ơi, ông nội hộp sữa của cô Sinh với chú Thông gửi à. Ngày mai cô khui cho uống cho coi. Dạ, khui liền uống đi cô ơi. Mà bình bơm đi bác sĩ là bác sĩ nói sao? Bị sơ gan hay là bị ung thư? Sơ gan. Sơ gan là cuối. Sơ gan nè, sơ gan thì cuối. Cuối sống. Cuối sống, đó. Bảo đảm là sống. Không được, không được. Ung thư là ngủng ha. Ung thư là bà hơi tôi đầu hàng luôn, ra đây. Dạ. Đến giờ anh Nhi có duyên á, tại vì liên hệ với chú Bảy An Giang á, là một cái vị thầy mà phải nói là nhiều cô bác là hết bệnh lắm. Nói điện thoại cái là thầy đọc địa chỉ xuống hội liền đi con. Rồi ừ. Trong cái lúc mà chờ đợi cái là xuất hiện thêm chú Tiến. Đây nè, mình thì bữa nay là trước nhất là có thuốc rồi, nhưng mà anh thấy trước mắt là cái tinh thần anh thấy làm sao anh Nhi? Nó sảng khoái hơn hôm qua nhiều. Sảng khoái à, cái này là liều thuốc tinh thần đầu tiên đúng không? Đó, nhiều cô bác là trong khi không biết là tại vì phải nói là từ sáng tới bây giờ á là gần cả trăm cuộc gọi, hàng trăm vị thầy muốn giúp đỡ anh để trị bệnh cho anh. Rồi trong khi đó là có sự xuất hiện của một cái gần như là một cái nhân chứng sống luôn, một người gần như là chú Tiến, cụ thể đây là gia đình là chuẩn bị làm đám tang cho chú luôn, nhưng mà bệnh nè, dúng nè, từ cái trên xuống dưới và dúng rồi cũng giống nhau, cũng bự hơn anh nữa mà đã hết. Thì phải nói là em chú là bận dữ lắm, là chú là tính nhờ chở em đi qua cái chỗ bốc thuốc á là để lấy thuốc thôi, nhưng mà em nói á là bây giờ tinh thần anh đang yếu lắm, với suy sụp lắm, sợ chết, rồi em mới nhờ chú đi qua đây để thấy cụ thể nè, anh mới tinh thần anh giật dậy, anh thấy là đúng không? Đúng, chính xác. Nhưng mà cái quá trình mà anh uống thuốc á là phải là uống điều độ, nhưng mà cô phải giống như hàng xóm cũng dáng cố gắng thôi cô ha. Thì đó cô cũng sát bên đó con. Như là đừng uống nước ngọt nha, uống nước suối tốt. Dạ không, nước suối anh. Ờ, à, nước ngọt dạ. Uống nè. Dạ, nước suối nè. Cà phê cũng đâu uống. Ông uống mấy cái chứ đó. Ông nói với cô, lỡ ông mắc, ông có theo cô, theo bà nữa. mắm khô rồi uống đâu ăn. Tôi chết ra, tôi đi theo chào nữa nha. Mắm chắc là mắm à. Cô vậy đó. Tôi chết. Tất cả các loại mắm không với lại chào nữa. Chào ông bị cô mắm, nói mắm khô rồi đâu có theo tôi thì ông phù hộ tôi, chứ đừng có theo tôi phá tôi ngâm nội có đâu, theo phù hộ bà đi. Cô cũng giáng sinh chủ trọ đi cho anh khỏe đi, chứ ở 7-8 năm rồi đúng không cô? Đúng rồi 7-8 năm chứ. Nhưng mà cô dạ. Nói con ổng có tiền là được à con? Dạ xong rồi. Ừ? À, xong hả? Xong đó. Mới đưa giấy nè. Dạ vậy là đóng tiền chưa? Trời ơi giấc cô chết vô vậy chắc lỗ luôn rồi. Trời ơi, chắc chết quá. Cũng mất giấc quá chết. Có sao không con? Đóng tiền nhà hả vậy anh? Đóng tiền nhà hả con? 977 ngàn. Rồi lên đó. Trời ơi. Ừ.
mà hôm nay có tiền mạnh thường quân mà anh đóng rồi phải không? À, cô nói ở ngoài kia kìa, cô cũng hỏi thăm là 600 rưỡi nước điện cũng 700-800, nhưng mà theo giống như lời nói của con nói hôm qua vậy đó con. Dạ. Là giống như mình ở đây 7-8 năm đúng mà rồi. Người ta còn nói này nói kia vậy, người ta còn thấy vậy, người ta còn muốn đuổi, huống chi mình đi chỗ mới chỗ lạ thì sợ người ta không có nhận anh Tiến. Đúng rồi. Rồi em cũng lưỡng lự, em nói thôi cái tháng này không lẽ mình xui, thôi để không từ từ mình nói chuyện với thằng này coi, không lẽ con người nó không tâm. Thôi con đang quy hình, cô đừng có nói. Đó, bởi đó. Vậy xong rồi hầu như là đưa giấy nè đó. Không, nói chung mình đóng dạ. Tiền được rồi ấy. Dạ. Thì chung dạ. Cái bệnh của mình á, mình lạc quan chút xíu. Dạ. Đừng có nghĩ gì tới nó hết á, là từ từ cái bệnh mình nó sẽ thuyên giảm thôi. Chứ còn mình buồn mình cứ nằm rầu mình nói vậy là bây nó bệnh nặng hơn, ăn luôn cái vỏ luôn á. Ăn luôn cái vỏ luôn á là nó mới tốt. Ta tối ngày nằm giống vậy nè. Rồi cái chờ mà ông không ho không đỡ, độ tôi ho hả? Chờ cô đi ho làm mấy tháng về. Trời luôn á. Chờ cô đi làm về kêu mua gì miếng ăn coi bà ơi. Mua miếng nước uống bà ơi. Đái không được bà ơi. Thì vợ con đâu không kêu, kêu bả không à. Nhi. Trên mạng ta nói cô vợ không? Dạ. Không biết ở đâu á. Dạ. Cái mấy đứa bạn đó. Ủa mày có chồng bụng bự dữ tiếp. Trời ơi. Ừ, cái này mới xuất hiện. Dạ. Cười mày, chết luôn. Mày quay mấy cái clip ở trên miền Đông á. Dạ. Nhiều người bụng bự hơn luôn mà xa quá mình không có gọi giúp được, mình không chỉ giùm ta được. Dạ. Xa quá, múc ở trên rừng núi. Mà cái này ai chỉ ông cái gì, ông có muốn cái gì, ông có muốn. Trời ơi, giống như mình vậy đó. Đủ thứ bà, luôn. Mấy ông thầy đó, ai chỉ đâu cũng đi mà. Dạ. Tin, ông tin ông nữa đây, bác lập cái ông thầy kia còn đọc kêu nữa. Chỉ đi đâu lên tới trên trên gì, chỗ quá hổm ông đi vào. Châu Đốc hả? Châu Đốc gì đó con. Dạ, đi lên chảnh cái người ta không hả? Ừ, rồi lên chảnh ông thầy ông nói, giống như bữa hổm á, lên rồi nó xẹp rồi, rồi sau nó nổi lên nữa. Thì về giống như buồn cũng uống một cốc một ly đó. Trời ơi, đừng có uống rồi. Rồi cái lên chảnh ông thầy ông phát thuốc. Vậy mà ông theo ông năn nỉ ông thầy ở một ngày một đêm. Ông thầy siêu lòng để cho một tụm thuốc đem về kêu không uống. Ông mới nói là ông tạ ông không uống nữa, ông thề. Đó. Anh này mai mốt mà anh uống lại là hẳn là giờ. Rồi hết luôn á. Anh giấu không? Không, lâu lắm rồi. Hồi mới phát sinh á anh. Rồi đó. Rồi về về ở đâu cũng đi, ở đâu cũng đi, Cà Mau gì cũng mày, đi hết luôn. Cô, tôi cũng vậy. Cô để đang nói chuyện với anh. Nhưng mà đừng uống rượu thôi. Dạ. Cái này thì thuốc thì nó hiệu quả như vậy đó, nhưng mà trong khi đó thì anh nó mà uống rượu á là nó ảnh hưởng giống như là anh giấu đi và ảnh hưởng tới cái chỗ mà ấy thuốc của người ta nữa. Với bên cạnh sức khỏe của anh là chỉ được một lần thôi chứ uống là bác sĩ nói rồi. Không đâu, giờ bỏ rồi, lâu rồi. Nhưng mà cái này nè, cái hộp này nè, anh chỉ em ha. Ví dụ như mình lấy cái hộp này mình ra tiệm thuốc tây á, tiệm thuốc tây nào cũng có bán á, ví dụ nó không có bán mình đặt nó là 2-3 hộp vậy đó. Ngày uống cứ ngày uống 10 tháng uống 2 viên thôi. Cái này lợi tiểu ha chú. Lợi tiểu. Còn cái kia là chị bên cái gan cho anh. Cái kia là thuốc nam. Cái này là vậy lại là uống cái kia được mà uống cái này cũng được, vô cũng được nè. Được, tại vì cái này là mình uống trong là mấy tiếng đồng hồ là mình uống này là bình thường không có sao hết trơn á. Mà cái này này là tiểu mà. Cái này nó kêu bằng cây gì chú? Cái này mình cũng không biết nữa, có ghi trong cái giấy. Bây giờ để giấy á. Tại vì cái chỗ cái bài thuốc này á với cái tiệm á thì em đã biết rồi. Nhưng mà bây giờ em đang muốn kiểm nghiệm cái mức hiệu quả nó tới khi nào á, mà giống như là anh nó đạt kết quả mà tốt nhất thì lúc đó là cô bán vào bị bên đây á, con sẽ chỉ để cô bán sẽ tìm cho hết bệnh để cứu người. Còn trong giai đoạn này giống như là chú đã hết á là mới chỉ cho anh thôi, nhưng mà em để xác nhận lại cái gan mình đã hư rồi. Giống cái gan mình giống như là cái giống như là cái máy vậy, cái máy nó bị hư rồi, giờ phải kêu thợ lại sửa. Đây, là nó mới hết. À, cho mượn cái mít đi con. Đây là 2 triệu của cô Phước ở Mỹ á. À, gửi em lấy 1,5 triệu là đi với chú Tiến ở đây mua thuốc cho anh. Là 1 ký thuốc, nhưng mà người ta thấy anh bị bệnh vậy, người ta cân luôn 1,4 ký luôn. Cho 400 gram. Còn lại 500 của cô Phước ở Mỹ gửi cho anh ha. Thì gửi cho chú Tiến đổ xăng đi. Anh bậy nữa. Trời ơi, mình
Tôi nghe tôi phải cho anh thêm chứ, ông cho được người là tôi không lấy đâu. Chú là giống như là nếu hết bệnh là chú là giống như là cứu một mạng người luôn á. Tôi chỉ biết nhiêu người là tôi chỉ. Nhưng mà nó không phải là mình ấy nha. Cái này là cũng phải do mình, một phần mình cũng phải cố gắng nữa chứ phải cái có thể có thuốc rồi mình phải nhờ được. Không nó mới là chuyện mấy mạnh thường quân. Ở đây còn 1 triệu nữa nè, 1 triệu của cô Huệ ở Bỉ đó nè. Ở Bỉ gửi cho anh ha. Không nó đi quyên góp lại đúng rồi. Là cũng do nó mới có. Bởi vậy thì cũng dạ, cũng nhờ cũng chứ. Nhờ kênh của Phong mới biết dạ. Mấy người bệnh mình giúp đỡ mình chỉ cho người ta hết bệnh dạ. chứ làm sao mình biết mình, được dạ. Chứ không có Phong làm sao mà đúng rồi không có quay lên cho anh biết được chỉ dạ. Yeah. Cô nói gì không con? Cho anh cô cũng thay mặt ông bụng mà để cảm ơn Mạnh Thường Quân với Phong Nguyễn. Trời ơi, còn hơn là người đỡ đầu nữa. Và sau đó em á thiệt chứ, em mang ơn anh nhiều luôn á. Mà nữa mà ổng hết bệnh, ổng lỡ ổng có yêu em, yêu cũng có ghệ cũng được. Hen anh Tiến ha. Nói chơi gì chứ thôi em cũng cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ổng còn gán sống nữa. Tinh thần nữa, có tinh thần. Không ai cái lúc mà thập tử nhất sinh vậy mà có người còn quan tâm mình nữa là nhưng mà ráng là uống thuốc điều đặn cho nó khỏe. Dạ, vậy bắt đầu mai mình nấu ha anh Tiến ha. Mấy các loại mắm nha, chao độc lắm. Là không ăn ha anh, dạ. Đồ chua nữa, đồ chua. Trời ơi, ăn chua. Ăn chua thấy sợ luôn. Tại làm như là gan mình nó chổng hay sao á con Phong. Thèm dữ lắm. Thèm mà me mà nấu hành chua đó anh. Dít cục à, dưa chua, cải chua được rồi, ăn vô là biết ăn rồi, làm như thiếu chất chua. Chú Tiến nó trầu dạ. Tới khán giả với Mạnh Cần Thần Quân canh con đi. Mình hết chương trình ha chú Tiến ha. Thì mình cũng nói chung là mình cũng có bệnh giống như là em Chi này. Nhưng mà mình cũng nhờ uống thuốc mình hết bệnh. Thì giờ mình cũng thấy cái hoàn cảnh của em Chi này giống như hoàn cảnh của mình. Mình chỉ cho em Chi để cho em Chi có tinh thần để Nhi có tinh thần để sống. Yeah. Chứ mình không có biết nói gì hơn. Chúc cho em Chi là được mau hết bệnh giống như mình. Cảm ơn chú. Thì trong chương trình ngày hôm nay á, Phong Nguyễn rất là cảm ơn những cô bác Mạnh Quân và cảm ơn gần như là nguyên ngày nay á, có thể nói là gần cả 100 thầy đứng. Là gọi mà Phong không có thể nào là bắt hết máy được luôn á. Bởi vậy mới biết là cái tình cảm của bà con cô bác là dành cho những hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Và đặc biệt đó là chú Bảy ở vùng đất An Giang á, thì chữa căn bệnh bên phần ung thư với phần gan á là rất là tốt. Thì Phong đã liên hệ cái là thầy chú Bảy á là bắt máy liền à. Thì cái nói tình trạng bệnh như thế nào gửi thuốc cho Phong. Nhưng mà đang trong cái lúc mà chờ đợi thuốc để nhận á, thì có thêm sự tiếp sức của chú Tiến ở đây nữa. Thì giống như là thuốc mình cứ sử dụng thì không biết, chỉ biết là gửi lời cảm ơn đến tất cả những vị thầy, những ông bà cô bác mình Mạnh Thường Quân, nhất là bữa nay là có cô Phước ở Mỹ với cô Huệ ở Bỉ nữa. Thì trong giai đoạn này thì cô chú anh chị thấy là anh Nhi không có lao động, không kiếm đồng tiền được, thì mong cô chú anh chị có xem được chương trình thì cũng tiếp sức cho anh thêm để anh có tiền ăn uống nào trong cái phút giây mà anh nằm để chữa chạy. Thì thôi bây giờ anh cũng nghỉ ngơi ha. Giờ yên tâm nha. Gan nó làm cho mình suy thận. Rồi gan ứng nước. Chào chú anh chị luôn nha. Mình bây giờ chào khán giả luôn anh Nhi ơi. Rồi chào ông bà cô bác luôn. Cảm ơn chú Tiến nhiều nha. Dạ cảm ơn chú. Nhưng mà bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn.